Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Bóng dáng cải cách ruộng đất trở lại. Bài viết hôm nay do người buôn gió biên soạn Quang Trường trình bày. Kính thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Cộng sản Việt Nam đã dần lấy lại được quyền lực tuyệt đối vào tay Tổng Bí thư ở giữa nhiệm kỳ thứ hai. Trong suốt hơn một thập kỷ làm Tổng Bí thư, thì ông Nông Đức Mạnh đã để quyền lực của Đảng rơi vào tay chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng. 5 năm ở nhiệm kỳ đầu tiên, thì ông Trọng chỉ chú tâm một chuyện, đó là làm sao giành được quyền lực tập trung về Đảng mà ông ta là đảng trưởng, có nghĩa quyền lực tập trung vào tay của ông. Dường như sau vụ chính bản thân phát lệnh tấn công Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và kết thúc bằng chính ông đứng ra chủ trì phiên họp Trung ương năm khóa 12 và cắt chức Ủy viên Bộ Chính trị của Đinh La Thăng, thì ông Trọng gần như hoàn tất quyền lực của mình. Dưới chiêu bài chống tham nhũng, suy thoái và sai phạm, ông Trọng đã dần đạt được một mục đích của mình, bởi những sai phạm ở cán bộ lãnh đạo đảng hầu như là ai cũng có. Nhờ được Trung Cộng hỗ trợ, ông Trọng đã xây dựng được một Ủy ban Kiểm tra Trung ương thành thanh gươm sắc bén, sẵn sàng kê lên cổ bất cứ một quan chức nào trong chế độ. Trên đà thắng lợi của vụ Đinh La Thăng, Nguyễn Phú Trọng lập ra 8 đoàn kiểm tra để tỏa đi khắp 20 tỉnh thành để tiếp tục trừng trị những địa phương nào trước kia đã coi thường quyền lực của ông. Thành công của ông Nguyễn Phú Trọng trong 2 năm vừa qua là kiểm soát được quyền lực tuyệt đối về tay Tổng Bí thư. Và suốt 7 năm làm Tổng Bí thư, thì việc duy nhất của ông Trọng nung nấu là làm sao có được quyền lực tuyệt đối như vậy. Ông Trọng đã thành công, còn đất nước thì ra sao? Tình hình kinh tế bi thảm, GDP thấp nhất so với lại nhiều năm trước và các loại thuế phí tăng phí. Tình trạng cướp đất của nông dân diễn ra tốc độ nhanh hơn và rộng hơn. Mối quan hệ ngoại giao với các nước tiến bộ, trì trệ và quan hệ với các nước độc tài như là Iran, Triều Tiên, Trung Cộng được gắn chặt hơn trước rất nhiều. Tình trạng đàn áp nhân quyền, tôn giáo, tự do ngôn luận cao vượt bậc so với lại những năm trước. Và mức độ đàn áp không chỉ bắt bớ vô tội vạ, mà còn là việc sử dụng bạo lực để trấn áp người bất đồng chính kiến được công khai một cách dã man. Đó là những vụ đánh đập tàn bạo xảy ra khắp mọi miền của đất nước. Tổng kết các sự kiện cho thấy, ông Trọng càng tập trung quyền lực vào tay thành công bao nhiêu, thì tự do dân chủ và nhân quyền của người dân càng bị tước đoạt đi bấy nhiêu. Mặc dù những quyền đó của người dân vốn dĩ đã ít ỏi và trật trội, đỉnh điểm của việc trấn áp mang rợ này là những hành động phi nhân tính mang rợ và cổ hủ của chế độ Cộng sản cách đây hàng nửa thế kỷ được áp dụng trở lại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận dụng vai trò chủ tịch quân ủy của Trung ương và ông ta chỉ đạo cho quân ủy Trung ương dứt điểm nạn biểu tình phản đối Formosa như những giáo dân và linh mục ở giáo phận Vinh tổ chức. Là người có nhiều tai tiếng bao che cho Formosa, sự việc Formosa càng kéo dài bao nhiêu thì những nhức nhối của người dân lại oán trách Nguyễn Phú Trọng bấy nhiêu. Bởi chính lúc Formosa xả thải gây thảm họa môi trường, thì ông Trọng đã đến thăm như là một thông điệp bảo lãnh cho Formosa. Và cuối cùng thì Formosa được thoát tội qua nhẹ nhàng so với lại thiệt hại mà họ đã gây ra. Vì không muốn việc biểu tình phản đối Formosa gây ảnh hưởng đến uy tín của mình, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng đến quân đội và cuộc trấn áp biểu tình, khi mà lực lượng công an vì lẽ gì đó đã không làm tròn nhiệm vụ. Bước đầu tiên, Nguyễn Phú Trọng dùng truyền thông dư luận viên vốn do đảng quản lý để tấn công mặt dư luận các linh mục và giáo dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tiếp đến, Quân ủy Trung ương bật đèn xanh cho các hội cựu chiến binh, các ban chỉ huy quân sự địa phương, tổ chức biểu tình khiêu khích trước nhà thờ, tổ chức hội họp để kích động tinh thần cuồng sát như là các cuộc cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa trước đây. Một cuộc biểu tình toàn trẻ con, thiếu nhi cầm cờ đỏ hô vang tên Hồ Chí Minh để phản đối những giáo dân và linh mục. Clip ghi lại cho thấy rằng đằng sau những thiếu nhi này không phải lực lượng công an mà là những cán bộ chỉ huy quân sự tỉnh, huyện hoặc là xã. Ngoài ra, ở một số địa phương như là Quỳnh Tân, Quỳnh Thuận, các hình ảnh cho thấy lực lượng cựu chiến binh đã được huy động ra làm lực lượng chính để đe dọa những giáo dân và linh mục. Và cao trào của những trò mà lực lượng chỉ huy quân sự địa phương này dàn dựng là màn đấu tố tập thể y hệt như là thời cải cách ruộng đất. Và những phụ nữ đã nông muội được cho tiền và cổ vũ cầm loa trước nhà thờ, đằng sau
là rừng cờ đỏ do trẻ con cầm và hô vang những lời đòi kết án bỏ tù và tử hình linh mục đã đứng ra phản đối Formosa. Trong một diễn biến khác, một nhà hoạt động nữ là Lê Mỹ Hạnh đã từng năng nổ trong việc phản đối Formosa đã bị một nhóm thanh niên công khai tấn công tại Sài Gòn. Nhóm này đã đánh đập Lê Mỹ Hạnh tàn nhẫn và quay phim ghi lại hình ảnh lúc đánh đập, đưa lên trên trang mạng xã hội, khoe như là một chiến công và đe dọa những người khác. Cơ quan công an trước sự phẫn nộ của dư luận đã mời hai người trong nhóm đánh người này để điều tra. Tuy nhiên, khi được biết vụ này có bàn tay của lực lượng quân đội đứng đằng sau, thì phía công an đã vội vàng buông ngay những kẻ thù ác, cho chúng được tự do đe dọa người dân. Cả hai sự kiện đều liên quan đến Formosa và có bóng dáng của quân đội tham gia, và đặc biệt nghiêm trọng là những biện pháp của các vụ này đều mang màu sắc man rợ, bạo lực, khủng bố tinh thần cũng như là thể xác, và nó tóm gọn lại cho người ta một hình ảnh của một bầy sói khát máu người. Thưa quý vị, Nguyễn Phú Trọng và Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa quân đội đối đầu với lại nhân dân qua các vụ việc trên, tức là họ không còn phải ngần ngại cái gọi là tình quân dân, người lính trong lòng nhân dân. Điều đó có nghĩa rằng nếu cần phải lấy máu của nhân dân bằng cách cho quân đội giết chóc, thì Nguyễn Phú Trọng và Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương cũng không đắn đo. Và khi mà cường quyền cộng sản được độc tôn, thì khi quyền lực rơi vào tay một kẻ cuồng tín, giáo điều, thì không có gì bảo đảm y không thành một tên phát xít. Và khi mà một tên phát xít giáo điều cộng sản có trong tay lực lượng quân đội, thì việc đàn áp bằng súng đạn đối với lại những nhân dân biểu tình rất dễ dàng xảy ra. Dù có là thời xưa, cách đây 50 năm hay bây giờ cũng vậy. Năm tháng ký dự thứ thay đổi, nhưng sự khát máu và tàn bạo của những tên phát xít cộng sản giáo điều sẽ không bao giờ thay đổi cả. Một kẻ như là Nguyễn Phú Trọng nắm toàn quyền lực, đó sẽ là một điều bất an cho người dân trong những năm sắp tới đây. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Bóng dáng cải cách ruộng đất trở lại. Bài viết do người buôn gió biên soạn qua chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào. Uno IP TV. Xem hơn 7 đài truyền hình theo sở thích. Hoàn toàn miễn phí. Hãy sử dụng ngay chính smartphone hay tablet để theo dõi tin tức, ca nhạc, phim bộ và các chương trình giải trí tổng hợp mọi lúc mọi nơi. Cả đời này tôi phải gánh lấy cái tên tội phạm giết người. Chúng ta không còn là anh em nữa. Thất bại không phải là thua cuộc. Ba không muốn con giống như ba vô dụng như vậy. Download và cài đặt miễn phí trên App Store, Google Play, Samsung Smart TV hay Amazon App Store. Quý vị sẽ tìm thấy ngay chương trình yêu thích của mình chỉ sau vài giây cài đặt.